Xin chào cả nhà, đây là tiệm của gọi là cái siêu thị của người thổ cả nhà, nhỏ nhỏ thôi. Và tụi Linh á, thì hay đi mua đồ ở đây lắm, tại vì họ có nhiều trái cây và họ bán đồ rất là rẻ. Gia đình Linh rất là thích ăn xoài và xoài bây giờ thì rất là mắc, thì một trái nó gần cỡ 1 đồng đó cả nhà. Nhưng mà hôm nay ở cái chỗ này á, chỗ tiệm thổ á, họ bán một cái thùng như vậy là 8 trái mà có 2 đồng 99 thôi, cho là 3 đồng đi nha. Cho nên Linh quyết định là Linh mua hẳn 10 thùng luôn. Và Linh đem về cái xoài này á, thì Linh sẽ làm xoài sấy nè. Con Linh cũng rất là thích ăn xoài sấy, và xoài sấy thì mắc lắm cả nhà ơi. Cho nên Linh mua về Linh sẽ làm xoài sấy cho con mình ăn, và cũng để làm một cái gọi là quà vặt vào mùa Tết nha cả nhà. Đây là cái vựa xoài mà mình mua đây cả nhà. Mình mua tổng cộng là mình nói ra đó là 10 hộp 80 trái. Thì họ nói một hộp như vậy là 4 kg, thì tổng cộng mình mua 40 kg, 80 trái bằng 40 kg. Không biết mình sắp làm sao mà cho hết cái này đây nè. Anh xã mình la làng luôn, nói trời đất ơi, mua làm chi mà nhiều xoài dữ vậy. Nhưng mà con mình thì rất là thích. Đầu tiên á, thì mình phải đem mấy trái xoài này mình đi rửa nha cả nhà. Mình rửa cho nó sạch bên ngoài, tại vì cái trong cái thùng á, thì người ta cũng có lựa qua lựa lại lắm đâu. Nhưng mà khi mình rửa trên nó thì cũng phải rửa cho nó sạch một tí. Để mình lau cái khe tay, mình rửa bằng 2 tay luôn. Chứ bây giờ một tay mình cầm quay, một tay mình quay, một tay mình rửa thì không sạch lắm. Trong lúc mà đợi cái xoài nó ráo nước á cả nhà, thì mình chuẩn bị một chén muối ớt nha. Cả nhà nhìn cái chén này đi, gọi là cái cối của Linh đó cả nhà. Thì cái cối này Linh mua ở bên bên Đức, vào cái vài năm trước khi mà Linh đến một cái khu gọi là cái khu họ bán đá quý á, có những cái loại đá bên Đức có rất là nhiều là núi và họ có rất nhiều đá. Và Linh tới đó tự Linh cho con chơi á, lượm đá giống như cái công viên học sàn ở bên Mỹ, công viên kim cương bên Mỹ á, thì Linh thấy trên kệ họ để rất là nhiều cái loại đá này. Và mọi người thấy đi, Linh có mua nữa nè, cái này là cái tô to hơn luôn á nha. Mình bàn tay lên đi là nó to như thế nào. Thì Linh mới thấy thích quá, Linh mới đem về mấy cái. Mình nói là đem về là tại vì mình trả cái tiền vào cổng, hình như là một người có 10 mấy đồng hay sao á, mà họ có cho mình nhặt đá này và những cái đá mà sáng sáng á cả nhà, có đủ loại hết. Mình muốn đem gì về mình đem là một người một cái xô á cả nhà. Và mình thấy cái mấy cái tô này hay quá, mình nên mình lấy về luôn. Và lấy về để mình phát hiện ra là mình đâm cái này, đâm cái kia, làm muối ớt, làm nước mắm rồi đó, rất là tiện luôn cả nhà Linh ơi. đã cắt vỏ mấy cái trái xoài rồi, thì bây giờ Linh bắt đầu xắt cái xoài này ra để mình bỏ vào máy sấy. Thì Linh không có xắt quá là mỏng hoặc là quá là dày nha cả nhà, tại vì khi mình xắt dày thì sấy nó rất là lâu, và khi mình xắt nó mỏng thì mình gọi là mình chưa có kịp theo cái độ dẻo hoặc là cái độ khô của mình muốn á, thì nó đã là khô quéo rồi và nó hơi dính chặt vào cái máy sấy. Cho nên Linh cắt khoảng như vậy thôi nha cả nhà. Cái tay Linh bị đứt, Linh tự cắt vào cái tay Linh nó bị đứt rồi. Thì nó khoảng như vậy thôi nha cả nhà ha. Thì mình bắt đầu mình để vào rổ, rồi chờ khi nào mà nó mình xắt xong hết đi thì mình bỏ vào cái lò sấy cho nó tiện. Mọi người biết hồi nãy Linh nói cái chuyện mà làm cái gì nè, cái muối ớt không, là để làm gì không, là để xắt mấy cái miếng như vậy nè. Và Linh bắt đầu Linh ăn với cái muối ớt Linh làm, vừa đứng vừa ăn chứ xắt 80 trái xoài lần cả nhà ơi. Nếu mà không ăn đó, thì nó rất là buồn miệng. Mình thì bắt đầu cái này nó rớt ra ngoài, nó mình xếp vào mấy cái khay này nha cả nhà. Thì đây là cái khay mà mình được em họ của mình cho, nó mua xong rồi nó không xài rồi nó đem nó tặng mình. Và một cái kha một cái cái
cái lò nướng phải không cả nhà? Cái lò sấy chứ. Thì của mình nó có ba cái như vậy nè. Và thường á mình để ý là một cái vỉ như vậy mình chỉ xếp được khoảng một trái xoài thôi, thì nó mới có đủ cái chỗ thoáng để cho nó sấy cho nó dễ. Cho nên á mình 80 trái xoài này á thì mình cũng sấy cũng rất là lâu á cả nhà, cũng mấy ngày á nha. Cho nên mình sẽ sấy cái mẻ nào ra thì mình sẽ cho cả nhà biết cái kết quả của cái mẻ đó trước, chứ không có đợi tới 7-8 ngày mới cho mọi người xem. Coi như là cái phần này nè, là từ đây bây giờ là 6 giờ tối bên mình, thì mình sấy khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ á cả nhà, là mình phải đổi. Mình sẽ đổi cái miếng ở dưới này nè, đổi với cái miếng ở trên này, tại vì nó thổi cái không khí từ cái phía dưới lên á, thì phía trên nó sẽ lâu khô hơn. Cho nên mình sẽ đổi cái khay nó trên dưới gì đó, mình đổi chừng khoảng 2-3 lần. Rồi mình phải kiểm tra coi cái độ giòn hoặc là cái độ khô của nó có đủ giống như cái ý mình mong muốn hay không. Mình nghĩ cái chai này đầy rồi đó, và mình phải xếp cái chai khác lên, và mình cứ làm như vậy lần lượt. Mọi người thấy không, cái vỉ đầu tiên mình cắt là cái vỉ của 8 trái xoài, thì mình đã ăn hết một trái rồi cả nhà. Mình ngồi mình nhâm nhi với lại cái gì nè, cái chén muối ớt của mình đó, thì nó đã sạch một trái rồi. Còn một trái mình đem cho con mình ăn rồi, là nghĩa là hai trái mấy mẹ con mình với lại anh xã mình nữa chứ, bốn người thì coi như hai trái đó ăn xong rồi. Thì tổng cộng hiện giờ là mình chỉ còn có 6 trái để mình là sấy thôi. Thì 6 trái này thì mình là phải sấy 2 lần đó cả nhà, phải sấy 2 lần trong đêm nay. Mình hy vọng mình sấy được hết cái 6 trái này, nếu không á thì tại vì mình cắt ra rồi thì mình để qua đêm, nó có bỏ vào tủ lạnh thì nó cũng không có tốt lắm, không có thích lắm, nó giống như cái kiểu nó còn tươi lắm á cả nhà. Bây giờ thì mình đã bỏ vào 3 cái khay rồi, mình mở nó lên thôi. Thì nếu mà mình muốn sấy nhanh á thì mình mở cái nút số 2, nhưng mà mình sấy chậm đi cho cái nút số 1 ha. Còn đây là những cái hạt xoài, mọi người đừng có bỏ nha. Tại vì cái hạt xoài này á mình lấy mình nấu cái nước chua để nấu canh chua rất là ngon luôn cả nhà. Cái máy này thì nó hơi ồn ào, thì tụi Linh hay đem ra ngoài sân để sấy cái ra cái kho của Linh á. Nhưng mà lại thích sấy trong nhà, tại vì nó tỏa cái mùi trái cây á cả nhà, nó rất là tươi. Còn đem ra ngoài thì nó đỡ ồn, nhưng mà mình không có ngửi được cái mùi trái cây tươi, mùi gọi là cái mùi Tết đó cả nhà hả. Cái mẻ đầu tiên này Linh sấy đã qua một đêm, là tổng cộng khoảng 8 tiếng nha cả nhà. Thì bây giờ mình lấy ra mình coi cái miếng xoài này á, nó vẫn còn mềm, nghĩa là nó, nếu mình ăn liền thì nó rất là ngon, nhưng mà mình để lâu quá thì nó sẽ bị mốc. Và cái này là độ khô đúng đó nè, cái này là độ khô vừa ăn và mình có thể để lâu được, nhưng mà những cái loại này thì không. Để Linh coi mấy cái dưới này như thế nào nha. Thì bây giờ Linh phải trộn lại rồi, nghĩa là mấy cái khô này nè Linh sẽ lấy ra, còn mấy cái mà ướt ướt á thì Linh sẽ để lại và Linh sấy thêm, và sau đó Linh sẽ cho một cái mẻ khác nữa. Bây giờ là ăn ngon lắm đó cả nhà, ăn nó không có bị dai, mình nhai nó giòn. Còn mà nếu mình để khô quéo như người ta bán á thì nó sẽ bị khô lắm. Cái này là khô rồi nè, khô lắm rồi nè, đây là khô lắm rồi nè. Vậy là cái mẻ đầu tiên của Linh đã xong rồi. Còn một vài miếng này nó hơi ẩm một chút, nhưng mà Linh lấy ra tại vì cái mẻ này là mẻ đầu tiên, và má con gia đình Linh, vợ chồng con cái Linh sẽ ăn trước, cho nên nó có ẩm một tí thì cũng không sao. Cả nhà, nếu mà mình thích ăn cái loại mà ngọt ngọt á, tại vì cái xoài này nó còn sống sống á cả nhà, nó còn hơi chua chua ngọt. Còn nếu mà cả nhà muốn ăn cái kiểu giống như là kiểu mứt của mình luôn á, thì mọi người mua cái xoài mà nó hơi chín một chút,
nhưng nhà Linh thì không có thích ăn cái xoài đó, thích ăn cái xoài như vậy thôi. Và để Linh chia sẻ một bí quyết nữa nha, là hồi xưa hồi nhỏ xíu á, khi mà Linh còn nhỏ nhỏ, nhà có mấy cây xoài thanh ca nó chua lắm, và mình ăn sống nó rất là chua, chỉ có chín thì mới ngọt. Xoài thanh ca thì mọi người biết rồi, cái gì chín thì nó ngọt nhưng mà sống thì nó rất là chua. Coi nè, xong rồi một dĩa nè, nhìn rất là đẹp phải không cả nhà, cái màu nó rất là tươi. Bây giờ Linh nói tiếp về cái chuyện mà xoài thanh ca nữa nha, là nếu mà xoài thanh ca hoặc là cái xoài nào chua quá mọi người ăn không được và cũng không muốn làm xoài lắc hoặc là gì đó, thì cái nhà lấy cái xoài đó phơi khô và nấu canh chua đi, tin Linh đi, ngon lắm, cực kỳ ngon cho nồi canh chua của mình luôn cả nhà. Linh cảm ơn cả nhà rất là nhiều, cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái clip làm xoài cực kỳ dễ của Linh. Và Linh chúc năm nay mọi người sẽ có một món mới rất là tốt cho sức khỏe, không có bỏ nhiều đường và cũng không có tốn quá nhiều thời gian để làm một cái món xoài sấy nhâm nhi cho mùa Tết nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà thật nhiều, chúc cả nhà một mùa Tết thật vui, ấm no và hạnh phúc. Bye bye. Nếu cả nhà thích thì hãy like, share và subscribe cho kênh của Linh nhé. Linh cảm ơn thật là nhiều. Ngoài cái kết quả thật là đẹp mình cho các bạn xem, thì ở phía sau hậu trường mình còn một cái kết quả khác nữa. Đây là cái loại xoài sấy mà mình làm sao mà nó đen thui rồi nè. Tại vì thật ra là cái này mình để vào cái lò nướng á cả nhà, cái mình quên bật giò, mình để xong thì mình nghĩ là mình ở nhà, ai ngờ là mình phải đi rước con. Đến khi mà rước con về á, nó đen thui luôn nè. Cái này mà đem đi tưới cây chắc cũng không được đâu cả nhà hả. Thôi coi cho vui thôi nha cả nhà. Bye bye cả nhà.